Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Phong sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái deal áo thun dresser bên Phong ha. Áo thun dresser là áo thun champion với lại áo thun family ha. Với cái deal là 500.000 hai cái, 300.000 một cái ha. Ngoài ra thì Phong có thêm cái deal Crusta Class nữa mọi người. Nha, Phong cũng sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Và về van. Rồi. Nếu mà video đầu tiên các bạn xem bên Phong á, thì Phong sẽ giới thiệu các bạn về cái trang bên Phong nha. Được rồi, từ từ nha. Đây. Đây là trang của bên Phong nha. Đây. Thì các bạn lướt giúp các bạn xem giúp Phong ở xuống dưới đây nè. Vào cái phần photo nè. Rồi lướt xuống nè. Thì cái deal này Phong có đăng nha các bạn. Đâu rồi? Đây à, vòng dress là 400.000 bốn sợi nè. Đây là cái bốn sợi mẫu như thế này nha các bạn. Rồi rồi áo thun nè, áo thun này là 300.000 một cái, 500.000 hai cái. Và túi nè, rồi vòng dress nè, áo nè ha. Ngoài ra là có áo hoodie luôn, hoodie cũng có đây luôn ha. Và có cái giày authentic của Van ha, có 850 thôi à. Rồi nha, rồi mình sẽ quay cho bạn xem về những cái deal này nha. Này nè, các bạn để ý nè, áo hoodie dresser chỉ có 650 thôi nè. Rồi áo thun champion của dresser là 300.000 một cái, 500.000 hai cái nè. Và lô túi này với vòng rash nha các bạn. Rồi các đường link ở cái trang của Phong, Phong sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo với Phong nha. Rồi. Rồi đầu tiên thì ở đây thì Phong sẽ cho các bạn xem về cái áo đầu tiên là áo Sammy ha. Áo này tất cả hàng của Phong là chính hãng new full hết nha các bạn. Và hàng nó có siêu như thế này luôn ha, bao bị gì là full hết. Rồi. Đây thì áo này Sammy, đây là hãng Sammy này, có cái tag luôn nha các bạn. À. Rồi áo này dạng trơn thôi và tem nữa nè ha. Đó, Phong làm hàng thì Phong rất là an tâm luôn các bạn. Là Phong có thể đăng và cho các bạn xem tham khảo hết, rất là dễ dàng để mua ha. Rồi áo trên gần thì bên Phong làm cũng nhiều rồi ha. Cái đợt này đang đóng hàng thì có hai cái mẫu này cho các bạn xem nè. Cả hàng của Phong thì là có tem nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ tới phun cái phun giả trên gần này nữa. Đó, thì cũng nhiều mẫu các bạn lựa ha. Rồi bây giờ Phong sẽ nói tiếp về cái đơn về cái áo dresser này nha. Dresser này thì nó có nhiều mẫu, nhưng mà ở đây Phong sẽ có cho các bạn xem là cái mẫu này màu xanh navy ha. Và hình nó là kiểu như bộ sưu tập của mùa đông á, thấy tuyết không? Rồi cái tag của nó nè, bên trong là trong cái siêu của nó luôn nè. Ở đây thì cái tag nó là cái miếng dán sticker luôn nha các bạn. Cái miếng dán sticker của hãng luôn. Rồi bao bị là đóng gói thì nó có siêu hết trơn, nên Phong cũng không có khui ra làm gì. Thôi nó cong. Rồi đây. Tại thường là Phong cũng muốn xé ra cho khách xem á, mà thôi. Đợt này cũng nhiều quá, nhiều hàng của Phong cũng lobo quá. Đây ha. Rồi đây là cái mẫu kha một khác nữa nè, cũng là có cái tag của dresser nè. Cái mạc nè. Cái mạc luôn ngày hai. Và ở đây thì chính hãng như full hết, tem tác đủ hết rồi. Và hàng hóa là full siêu hết ha. Rồi ở đây thì nó có cái bộ là rainbow màu đen với màu trắng. Rainbow thì này thì cái áo thun á, và nó sẽ có cái dòng dresser mà rainbow là bảy sắc cầu vồng các bạn. Nó có hai màu đen trắng cũng khá là dễ thương ha. 300.000 một cái, 500.000 hai cái thì rất là, không thấy cái giá này rất là mềm, rất là dễ để mua luôn rồi đó ha. Ý là không mua là thấy rất là ổn á. Rồi đây thì Phong sẽ cho giới thiệu các bạn về cái áo hoodie nè. Hoodie bên Phong thì đây, chắc bên Phong chắc cái này thì nó khô ra được ha. Cái này nó có cái siêu dính luôn rồi mọi người ơi. Cái siêu dính luôn rồi, Phong cũng không muốn khui ra đâu. Nó là cái áo hoodie nha mọi người. Hoodie luôn á. Rồi các bạn thấy nè, chắc không thấy được quá. Đây khá là chính hãng hết á.
full seal hết luôn nè. Phong không biết khui làm sao, tại vì khui là nó rách luôn cái bao seal của nó rồi. Cho nên Phong sẽ cho quay cho bạn như thế này cho bạn xem cho nó ok rồi ha. Rồi dừng ở đó đi, rồi Phong sẽ quay tiếp cho bạn về cái ba lô van. Ba lô van này là cái dòng ba lô này của nữ. Ba lô này thì cũng không có nhiều tiền hết, hình như 300, 350 hay gì đó ha. Giờ được rồi, tới đây thì đôi authentic hàng của Phong chính hãng New Full hết nè mọi người. Đây đây tag nữa nè ha. Rồi rồi đây cái dạng đập gót ấy, cái dạng là sỏ ha, sỏ chân á, authentic đế nữa nè. Rồi được không ạ? Rồi Phong kết thúc video. Ơ quên, Phong sẽ dừng cái sản phẩm này lại nha. Rồi Phong sẽ quay qua vòng Rastaclass. Vòng Rastaclass thì Phong làm cũng rất là nhiều ha, rất là nhiều năm luôn rồi đó. Thì hàng của Phong thì đợt này nó sẽ có hộp luôn nè mọi người ha. Ở đây thì nó có nhiều mẫu lắm, có 4 mẫu thôi. Ở trong đây Phong gom được 4 mẫu cho khách. 4 mẫu này thì Phong khách có thể lựa tùy ý nha, không có nhất thiết phải lấy đúng 4 mẫu này. Có thể là lấy 2 mẫu này cũng được, hoặc là lấy 4 mẫu này luôn cũng được, tùy khách thôi. Muốn sao cũng được, nghĩa sẽ lấy 4 cái thôi. Thì ở đây thì nó có siêu rồi, thì Phong sẽ khu lên cho các bạn xem này cho nó dễ nè. Thì ở đây thì nó sẽ có 4 mẫu này nè. 2 mẫu này là mẫu của New Year của 2020 rồi ha. Nhưng mà cái giá nó mềm thì Phong thấy nó cũng dễ thương, để các bạn có thể mua mang được hay là sưu tầm thì nó cũng khá là đẹp ha, độ hoàn thiện cũng cao nè, chất liệu cũng thấy cũng khá là tốt, mà giá chỉ có khoảng 100.000 thôi, trong khi một cái vòng brass giá hiện tại cũng rất là đắt ha. Đây cái vòng này, đây cái hộp ở đây, không thua đại diện để cho bạn xem nhé, nó cũng là easy đây thôi đó. Đây. Đẹp ha. Rồi cái này là trong cái Thế vận hội Olympic nè. Nó có hai mẫu, là mẫu này là mẫu gì ấy quên rồi. Ngoài ra thì nó có thêm cái mẫu này là mẫu Japan nè mọi người. Ha, cái vòng mà nó có cái cục này nè. Mẫu này là mẫu Japan nha. Nó cũng là Olympic luôn ha. Hai dây này trong cái đợt mà phát hành của cái Thế vận hội Olympic đó thì là nó có luôn. Ở đây ha, đây là cái phiên bản Japan nè. Ở đây thì nó có thành cái con cọ ở ngay cái viên vòng này, cũng độ hoàn thiện cũng khá là cao mọi người ha. Làm quà tặng cũng khá là dễ thương, mang cũng đẹp ha, và giá cũng rất là tốt. Rồi Phong sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ Phong nha. Hy vọng các bạn có thể like và ủng hộ kênh giúp Phong nha. Rồi.